Abbas. Không phải, đó là Victor Moses. Rất nguy hiểm. Goal! Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Âu Văn Hoàn là người đã góp công lớn trong bàn thắng mở tỷ số, và bây giờ thì anh và Âu Văn Hoàn sau cơ hội của sau những nỗ lực không biết mệt mỏi với một cú thoát xuống và một đường truyền dành cho Âu Văn Hoàn của Victor Moses.